Ba mẹ đã biết cách khai thác YouTube để có thể giúp cho con vui học tiếng Anh hiệu quả hay chưa? Đây sẽ là video mình chia sẻ về cách mà mình sử dụng YouTube như thế nào trong quá trình giúp mình vui học tiếng Anh với con hiệu quả. Đầu tiên đó là về tìm kiếm những cái bài hát. Thì cái keywords mà mình hay sử dụng cho tìm kiếm cái này đó là Rhymes for Babies hoặc là Rhymes for Kids. YouTube thì mình đánh giá là một kho tàng miễn phí khổng lồ và tổng hợp rất nhiều những bài hát và những cái hoạt động tương tác về bé cực kỳ hay. Của ba mẹ là chắc chắn ba mẹ sẽ cần phải xem và lựa chọn những cái hoạt động, những bài hát phù hợp với con của mình rồi. Sẽ chắc chắn cần đầu tư thời gian đấy. Mình cứ mở và mình nghe thôi. Cảm thấy phù hợp, cảm thấy mình thích thì mình học theo. Ví dụ như bài này rất hay. Mình ngồi nghe và xem và cùng với đó là mình học theo những cái nhịp điệu bài hát này để có thể hát với con một cách hiệu quả nhất. Hoặc một cách nữa đó là ba mẹ sẽ tìm theo cái keyword của từ đó và ghép the song, ví dụ như là banana song. Và rồi lựa chọn cái giai điệu mình yêu thích và luyện tập theo, hát theo. Đây chính là bài hát mà mình học theo và mình có bài hát Peel Banana với các con đấy. Follow mẹ Mia nhé để cùng đồng hành vui học tiếng Anh với con yêu. Cảm ơn tất cả các ba mẹ. Thank you.